Mùng 7 tháng 8, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó thảm họa thiên tai động đất ảnh hưởng đến đập hồ chứa thủy điện Hòa Bình năm 2023, triển khai một số nội dung và kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo trong quá trình chuẩn bị diễn tập phòng thủ dân sự của các sở ngành cơ quan đơn vị tham gia diễn tập, thống nhất nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban chỉ đạo diễn tập và các sở ngành địa phương. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo diễn tập. Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã báo cáo công tác chuẩn bị các nội dung diễn tập. Đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với các sở ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành 10 văn bản lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng 12 văn kiện kế hoạch tổ chức các bài tập vận hành cơ chế và thực binh. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức quán triệt các chỉ thị của Quân khu 3 và của Ban thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, xác định trách nhiệm trong tổ chức triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập. Ban tổ chức diễn tập tỉnh và các tiểu ban đã thành lập các tiểu ban nội dung, tiểu ban khánh tiết, thi đua và tuyên truyền. Tiểu ban lực lượng hậu cần đã tổ chức họp phân công và giao nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách, hướng dẫn công tác chuẩn bị diễn tập cho các sở ngành của tỉnh và các địa phương tham gia diễn tập. Về công tác chuẩn bị nội dung chương trình diễn tập, hiện nay đã xây dựng và hoàn thành chương trình nội dung khai mạc và bế mạc diễn tập. Diễn tập được chia làm hai giai đoạn, gồm giai đoạn 1 diễn tập vận hành cơ chế, giai đoạn 2 thực hành ứng phó thảm họa thiên tai, động đất ảnh hưởng đến đập hồ chứa thủy điện Hòa Bình và tìm kiếm cứu nạn. Đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh phối hợp với các cơ quan đơn vị xây dựng và hoàn thiện kịch bản diễn tập, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp 40 nhà bạt. Sở Y tế đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh thiết lập bệnh viện dã chiến quy mô 150 giường bệnh, gồm 7 khoa phòng. Hiện nay, ngành y tế đã huy động phương tiện và các trang thiết bị đầy đủ để tham gia diễn tập. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh nhấn mạnh, diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó thảm họa thiên tai, động đất ảnh hưởng đến đập hồ chứa thủy điện Hòa Bình năm 2023 có ý nghĩa quan trọng, là nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2023. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, các sở ngành, cơ quan đơn vị địa phương tham gia diễn tập tiếp tục rà soát và hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương và các đồng chí lãnh đạo của tỉnh cũng như là Ban chỉ huy phòng chống bão lũ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và phòng thủ dân sự của tỉnh và các cơ quan giúp việc ấy, thì cũng coi đây là một cái nhiệm vụ thường xuyên của tỉnh. Đây là cái nội dung mà phải chuẩn bị rất là công phu, kỹ lưỡng, kỹ càng, phù hợp với tình hình thực tiễn. Theo phân công của các cấp, các ngành, các địa phương và giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan nòng cốt cho đợt diễn tập này, thì các đồng chí phối hợp và rà soát lại các cái tình huống, các cái nội dung, các cái kịch bản điều hành, các vấn đề mà các cấp, các ngành cần nắm để mà chúng ta thứ sáu này chúng ta diễn tập, tập luyện lại cho nó chu đáo, cho nó kín kẽ và đặc biệt là nó phải hợp lý và nó logic. Diễn tập nhưng mà phải như thật. Đến lúc cơ chế vận hành nó mới thuận được. Công tác hậu cần chuẩn bị cho tất cả các cái nội dung liên quan đến diễn tập thì giao cho Ban cán sự Ủy ban tỉnh, lãnh đạo Ủy ban tỉnh để chỉ đạo các cấp, các ngành, đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh là các đồng chí đảm bảo một cách tốt nhất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý nội dung diễn tập liên quan đến nhiều thành phần lực lượng thực binh tại nhiều địa bàn khác nhau, do đó cần quán triệt thực hiện đúng theo các phương án đã được Ban chỉ đạo diễn tập thông qua, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, trang thiết bị, phương tiện, đảm bảo cuộc diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó thảm họa thiên tai, động đất ảnh hưởng đến đập hồ chứa thủy điện Hòa Bình năm 2023 diễn ra ngày 14 tháng 8 thành công tốt đẹp.